Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập trong sách giáo khoa trong lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài đồng hồ và thời gian, trang 150. Cái đồng hồ này là đang chỉ là 7 giờ. Cái kỳ trong đồng hồ này thì chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Rồi nó quay lại là 1. Trong này nó có hai cây kim, một cây kim ngắn và một cây kim dài. Cây kim ngắn thì nó là mập hơn, to hơn. Kim dài nó là nhỏ hơn. Đấy, cây kim dài là chỉ phút, cây kim ngắn là chỉ giờ. Cây kim này đang chỉ là 7 giờ, cây kim kia chỉ đúng con số 12, nó là 7 giờ. Đây ví dụ như thầy đang có một cái cây kim này, cái đồng hồ này đây, được chưa? Đây. Cái kim màu đỏ đỏ nè, ngắn hơn đó, là cái kim này chỉ giờ. Còn cái kim dài hơn màu xanh xanh này đó, là chỉ phút. Đấy. Đây là đang trạng thái là 6 giờ, được không? Rồi 7 giờ chúng ta quay kim qua 7 giờ ha. Đây, thầy lấy cái tay quay lên cho nó chính xác đó. Cái kim này đúng 7 giờ và cái kia là chỉ con số 12. Đó là 7 giờ. Ví dụ cái kim này nó quay một vòng nó tới đây là 8 giờ. Cái này cái kim này nó quay một vòng như thế này là 9 giờ. Được chưa? Rồi chúng ta quay lại cái bài của mình. 7 giờ tối, đây là 7 giờ tối cho nên mọi người đang ăn cơm. Ăn cơm. Đồng hồ chỉ 7 giờ. Đồng hồ này là chỉ 7 giờ đây. Mặt đồng hồ, đây là một cái mặt đồng hồ. Cái kim đây, cái kim này là cái kim nhỏ hơn, dài hơn là cái kim dài. Và cái kim này là cái kim ngắn, là cái kim này chỉ giờ, cái kim này chỉ phút. Bài số 1, mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Cái kim này chỉ 5 giờ và cái kim giờ là chỉ 5, cái kim phút là chỉ 12. Như vậy cái kim này là 5 giờ. 5 giờ. Rồi, cái này là đang chỉ là 2, cái kim này chỉ 12, như vậy là 2 giờ. Cái kim này chỉ số 10, cái kim này chỉ 12, cái kim mập này nè, ngắn ngắn này nè, là cái kim giờ. Này đang chỉ là 10 giờ. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2, chọn đồng hồ chỉ giờ thích hợp với mẫu tranh vẽ. Chúng ta có một loạt cái đồng hồ đây. Đồng hồ này là chỉ 11 giờ, đồng hồ này là chỉ 8 giờ, đồng hồ này chỉ 10 giờ, đồng hồ này chỉ là 4 giờ, đồng hồ này là chỉ 6 giờ, đồng hồ này chỉ là 9 giờ. Thì bên này chúng ta sẽ có một số cái tranh. Đấy. Tranh này thì buổi sáng này, buổi sáng Loan tập thể dục lúc 6 giờ. Rồi bên này rồi có rồi buổi sáng là Loan cùng học với các bạn lúc 10 giờ, vân vân. Rồi chúng ta xét từng tranh. Như vậy là buổi sáng Loan tập thể dục lúc 6 giờ. Chúng ta sẽ đi tìm cái đồng hồ chỉ 6 giờ. Đây là 11, đây 8, đây là 10, đây là 4. Đây, đồng hồ này là chỉ 6 giờ đây. Được không? Rồi, chúng ta nấu lại. 6 giờ. Nấu lại. Được chưa? 6 giờ. Rồi, qua bức tranh này. Buổi sáng, Loan học cùng các bạn lúc 10 giờ. Đây là 11 giờ, đây 8 giờ, đây 10 giờ. Rồi, cái đồng hồ này nấu vô đây. Được chưa? Nấu vô đây. Tiếp tục. Loan ăn trưa lúc 11 giờ. Rồi cái đồng hồ đầu tiên là 11 giờ này. Đây, 11 giờ. Cái kim ngắn là cái kim chỉ giờ, 11 giờ. Xuống đây. Được chưa?
Dưới này, buổi chiều Loan đi bơi lúc 4 giờ. Đây, đồng hồ này chỉ 4 giờ sẵn đây luôn, nấu qua. Xuống dưới này, buổi tối Loan đọc sách lúc 8 giờ. Như vậy đây là còn là 9 giờ, còn có đồng hồ đây là 8 giờ này. Đây, 8 giờ đây. Đây là 8 giờ. Rồi chúng ta nấu xuống. Rồi, nấu xuống. Rồi còn một cái tranh cuối cùng là buổi tối Loan đi ngủ lúc 9 giờ. Đây, cái đồng hồ này là 9 giờ đây. Nấu vào. Rồi chúng ta xem lại một loạt từ trên xuống dưới. Đấy, rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Câu A. Đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ cho thích hợp. Đặt cái kim ngắn này, kim ngắn lại là cái kim chỉ giờ. Được không? Còn cái kim chỉ phút thì nó đang để chỉ U12 hết rồi. Được không? Như vậy cái này làm gì đây? Bạn này dạy bạn này đi học rồi quay về. Rồi trước tranh này thì chúng ta sẽ dựa qua cái bài 2, được không? Như vậy cái bài này là 6 giờ là ngủ dậy, được không? 6 giờ. Rồi, ta vẽ kim 6 giờ. Rồi, 7 giờ đi học, được không? 7 giờ đi học. Rồi buổi trưa á, đây là đi học mẹ giơ tay chào nè, bye bye. Còn này là mẹ chào đi học về, đi học, còn này đi học về. Vậy là 11 giờ là đi học về. Được không? 11 giờ là đi học về. Tiếp tục. Xuống dưới này buổi chiều buổi chiều là tầm khoảng cỡ 4 giờ tắm 4 giờ chiều tắm. Rồi, cái này là học bài học bài. Coi tivi vậy khoảng cỡ là 7 giờ. 7 giờ hay 8 giờ gì cũng được, được không? 8 giờ. Thì cho là 7 giờ đi ha. 7 giờ. Rồi cái này thì chúng ta bỏ sách vở vào, được không? Bỏ sách vở vào để sáng ngày đi học thì tầm khoảng lúc đầu bắt đầu bỏ vào là bắt đầu là chuẩn bị đi ngủ, được không? Tầm khoảng 9 giờ. Có nghĩa là học bài xong á, chúng ta bỏ vào chúng ta để sáng ngày đi học rồi chúng ta đi ngủ. Câu B người ta yêu cầu là kể chuyện theo các tranh trình. Như vậy chúng ta kể chuyện là có nghĩa là 6 giờ thì bạn này tên gì đây? Bạn này không có nói về tên gì hết thì mình có thể là mình đặt một cái tên, được, chẳng hạn là tên Hải. 6 giờ thì Hải thức dậy, 7 giờ thì Hải đi học, đi đến trường. 11 giờ trưa thì Hải về nhà, được không? 4 giờ chiều thì Hải tắm. 7 giờ tối thì Hải ngồi xem TV. Và 9 giờ thì Hải chuẩn bị sách vở để ngày mai đi học. Đó là xong cái câu chuyện. Chúng ta qua bài số 4. Bạn Châu đi từ thành phố về quê, đặt kim ngắn vào mỗi đồng hồ cho thích hợp. Vậy cái này, cái này là bắt đầu lại buổi sáng này, được không? Buổi sáng mặt trời mọc, được không? Và đi về tới quê ở đây thì trong này thì chúng ta không biết là đi khoảng bao nhiêu, được không? Nhưng mà ít nhất thì ở đây chúng ta sẽ khoảng cửa là 6 giờ sáng, được. Chúng ta có thể là xuất phát là 6 giờ sáng,
6 giờ sáng hoặc 7 giờ sáng. 6 giờ sáng thì tới đây thì chúng ta mấy giờ? Quê thì chẳng hạn như là tùy, có quê thì mấy trăm cây, có thể quê, ở quê thì chẳng hạn là cách thành phố về quê chẳng hạn mấy chục cây, trăm mấy cây, đi bằng xe máy này thì tầm khoảng cỡ là trên dưới trăm cây, trên dưới trăm cây. Mà trên dưới trăm cây thì ít nhất là chẳng hạn như trăm cây thì chúng ta khoảng đi cũng phải là cũng 3 tiếng, đi xe máy cũng phải 3 tiếng hoặc 4 tiếng, đi chậm chậm cũng khoảng 4 tiếng, không 3 tiếng. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ tính trung bình là trong vòng khoảng cửa là trên dưới 100 cây ha, trong dưới 100 cây từ thành phố về quê. 100 cây thì thầy cho là chạy chậm chậm khoảng cửa là 4 tiếng. 4 tiếng thì từ 6 nè, đây, thầy lấy cái đồng hồ của thầy. Đây, ví dụ như đây là 6 giờ, 6 giờ xuất phát này. Được. Đi 4 tiếng là từ 6 này tới 7 là 1 tiếng này, 2 tiếng này, 3 tiếng này, 4 tiếng, được không? Đây là tới đây là 1 tiếng, được chưa? 2 tiếng là 2 giờ, 3 giờ, được không? Rồi, 4 giờ. Được, 4 giờ. Như vậy tới 10 giờ, được không? Như vậy cái này là không phải là chính xác ha. Tại vì tùy theo quê, đó. Trong này không nói là từ đâu tới đâu, chỉ nói là thành phố về quê đó. Thì chúng ta cũng không biết là từ thành phố cách quê là bao nhiêu km. Thì chúng ta cho là khoảng cửa trăm dưới 100 cây, trên dưới khoảng cửa 100 cây km. Thì đi khoảng cửa là 4 tiếng, đi chậm chậm là 4 tiếng, mà đi nhanh nhanh tầm khoảng cửa là 3 tiếng. Được, 3 tiếng. Thì thầy cho là tầm 4 tiếng ha. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.